hết sơn không Thắm? Quá ra nãy giờ là anh đó hả? Hèn gì muốn rách cả da đầu. Tối rồi nào? Nãy giờ rồi. Im coi. Bắt đền cái đầu tôi nè. Nãy giờ gọi hết cả bình dầu gội mà tóc vẫn còn dính đầy sơn. Giọng Út nhỏ làm sao? Chua lét à. Út nhỏ lúc nào mà không chua? Không dám đâu, chỉ chua chút việc thôi. Chị nhỏ của con đâu? Ừ, ở trong á. Mimi dễ thương quá ha. Dì và bé Mi, chú Việt tới chưa? Dạ, dạ sắp rồi. Làm gì mà lâu vậy? Hay sợ quá trốn luôn rồi? À, nhẹ tay thôi chị, đau tới mồ à. Bé Mi biết không, nói thiệt nha, chứ này dì không lột da chú đó là dì nghỉ chơi. Thứ người gì đâu mà cứ gây tai họa cho người khác. Đi làm mướn mà mặt cứ kênh kênh với bà chủ, thấy phát ghét. Hết sơn không Thắm? Quá ra nãy giờ là anh đó hả? Hèn gì muốn rách cả da đầu. Tối rồi nào? Nãy giờ rồi. Im coi. Bắt đền cái đầu tôi nè. Nãy giờ gọi hết cả bình dầu gội mà tóc vẫn còn dính đầy sơn. Anh làm gì vậy? Gội đầu cho cô. Anh điên rồi hả? Acetone phải không? Phải. Yên tâm đi, pha sơn bằng thứ gì thì rửa sơn bằng thứ nấy. Hả? Lỡ trọc lót đầu tôi rồi sao? Gội thứ này hả? Đảm bảo ống mực như tơ, sạch gào và sạch luôn cả chí nữa. Mời tiểu thơ nằm xuống. Khoan đã, anh có chắc là không bị gì không? Chắc mà. Bé Mi ơi. Dạ. Con muốn cắt tóc không? Dạ có. Ra đây. Nói thiệt, cái đầu tôi mà có làm sao á là anh chết chứ tôi. Từ lúc gặp anh, tôi chỉ toàn gặp chuyện bực mình không à. Một lần nữa là tôi cho anh nghỉ việc luôn. Mà tôi nói hả? Sao cô không nói gì nữa? Cô nói gì đi chứ. Nói gì? Thôi xả tóc lẹ lên đi. Đầu thì trọc lóc, còn da mặt không khéo cũng sần lên luôn đó chứ. Alo. Chị Hai nè, từ hồn đang nói xóm mình sầm á. Sao? Chính mắt chị nhìn thấy em đi với chị nghe. Ở đâu? Ổng đang ở trong quán Phương Nam á, lẹ đi mà nghe. Dạ, lẹ lên đi.